Cảm ơn các bạn đã đến với kênh Holic Audio. Mời các bạn theo dõi bộ truyện Anh Hùng Chí của tác giả Tôn Hiểu. Tác phẩm được mệnh danh Thanh Minh Thiên Hà Đồ của thể loại Tân Giang Hồ. Kiếm Hiệp Quyển 11 chương 2 Mưa Gió Cố Nhân Tới, Hồi 1 Không biết ngủ bao lâu, trong lỗ mũi ngứa ngáy, tần trọng hải hét to mắng, bà ngoại nhà ngươi. Ai dám quấy giày lão tử ngủ? đột nhiên mở hai mắt, chỉ cảm thấy ánh mặt trời lóa mắt. Mình ngã xuống một bờ sông, bên cạnh có mấy đứa nhỏ đang cầm lông chim, chơi đùa khẩy lỗ mũi hắn. Thấy hắn tỉnh dậy, mấy đứa trẻ vỗ tay cười nói, quỷ tỉnh rồi. Quỷ tỉnh rồi. Tần trọng hải cả giận, hét lớn, cút. Vài đứa nhỏ sợ tới mức tè ra quần, vội chạy trốn vào bờ. Một đứa trẻ còn quá nhỏ, không kịp chạy thoát thân, bàn chân nhỏ vấp phải hòn đá, vấp ngã rồi òa khóc lên. Tần Trọng Hải khịt hừ một tiếng, thầm nghĩ, mấy đứa nhỏ này không có nghĩa khí, mới để lại một tiểu quỷ này ở đây. Hắn miễn cưỡng bò lên thân tới, nhìn về bốn phía, chỉ thấy nơi xa có khói bếp, nhất định có thị trấn gần đây. Tần Trọng Hải thở dài, thầm nghĩ, mẹ kiếp, ông trời phù hộ, khối băng kia tự nhiên trôi vào bờ. Hắn lấy lại tinh thần, nhìn kỹ lại bản thân, chỉ thấy trần trụi, Toàn thân trên dưới trừ cái quần này ra, tuyệt nhiên không còn gì nữa. Tần Trọng Hải cười khổ, hắn ở nơi đất khách quê người, không một xu dính túi, lại còn bị thương nặng, thật sự là thân ở tuyệt cảnh, nhưng hắn đã có ý niệm muốn chết, còn có thể sống được bao lâu, liền tính bấy lâu cũng không thèm để ý, thấy đứa nhỏ còn đang khóc, liền thô giọng nói, "Tiểu quỷ." "Đây là chỗ quỷ quái nào vậy?" Tiểu Đồng kia thấy hắn nhìn mình, chỉ sợ tới mức toàn thân phát run, lên tiếng khóc dòng nói, quỷ đại thúc. Đừng hại ta! Đừng hại ta! Tần Trọng Hải nghe đứa nhỏ gọi mình là quỷ, cúi đầu nhìn bộ dạng của chính mình, quả nhiên cũng có ba phần giống, hắn phỉ nhổ, cười mắng, bà nội ngươi. Lão tử thảm như vậy còn không khóc, ngươi êm đẹp lại khóc cái gì? Mau chỉ cho lão tử chỗ ở trò. Đứa trẻ bị hắn mắng càng khóc dữ dội hơn. Tần trọng hải cao mày, vừa muốn lấy kẹo ra an ủi, nhưng giờ phút này trên người chỉ có một cái quần, sao có thể làm gì? Hắn lắc đầu, lười để ý đến đứa nhỏ kia, nhặt một nhánh cây khô tả tơi trên bờ sông, dùng làm gậy, nửa lết nửa bò, đi về hướng chấn. Trên đường đến chấn toàn là người bán hàng rong, là nơi náo nhiệt, tần trọng hải không biết mình đang ở đâu, chỉ muốn tìm người tới hỏi một chút, nhưng người qua đường tuy nhiều, lại không ai dám trả lời. Mọi người thấy hắn gãy chân thân thể trần trụi, sau lưng còn có hình xăm hung ác, đều coi hắn là hung thần ác linh, thấy hắn thò đầu về phía họ, tất nhiên là tránh xa, không dám dùng nửa mắt để xem. Tần Trọng Hải không còn cách nào khác, đành ngồi xổm trong góc, thẫn thờ suy nghĩ, thật là thảm, lão tử tiền cũng không có, chân lại bị chặt đứt, làm sao có thể đến Lan Châu? Chẳng lẽ bò cả đường sao? gió lạnh từng trận thổi tới, chỉ khiến hắn dùng mình, hắn bệnh nặng mới khỏi, sao có thể chịu được gió, lập tức ho khan lên. Tần Trọng Hải sắc mặt chua xót nhớ tới hành tung của sư phụ mờ ảo, có thể đến được Lan Châu nói không chừng còn không gặp được người, sợ đến lúc đó dũng khí sống sót cũng không có. Hắn cho mày, chỉ cảm thấy trong lòng chán nản, nghe thấy bên đường có tiếng thở dài, giống như tiếng của phụ nữ, Tần Trọng Hải ngẩng đầu lên, thấy một thiếu phụ đang nhìn hắn nắm tay một bé gái nói người này thật đáng thương con a hát đem đồng tiền này cho hắn đi cô bé nhỏ hai má ửng hồng nhìn rất đáng yêu trong tay nhỏ bé cầm mấy đồng xu đi tới trước mặt tần trọng hải bĩu môi nói mẹ ta nói ngươi rất đáng thương muốn cho ngươi một ít tiền ăn cơm thấy cô bé đáng yêu tần trọng hải muốn sờ cái đầu nhỏ của cô bé nhưng khi nghe cô bé coi mình như ăn mày nhịn không được giận tím mặt, hung dữ nói, đại đầu quỷ con mẹ ngươi. Lão tử ngang tang bảy thước, không phải ăn mày. Cút ra xa ta một chút. Cô bé hoảng sợ, đồng tiền rơi loảng xoảng xuống đất, hoảng loạn chạy đến bên mẹ, thiếu phụ an ủi cô bé một hồi hai người liền vội vàng rời đi. Sau khi hai mẹ con rời đi, dưới đất vẫn còn một ít tiền đồng, nhìn những đồng tiền dưới đất, tần trọng hải lòng cảm khái vạn ngàn, làm gì vậy? Lão tử quá khứ là tứ phẩm đới đao, ở biên cương lập không ít công lao, nào biết hôm nay người ta lại coi như một kẻ ăn mày. Thật con mẹ nó không có thiên lý. Tần Trọng Hải thở ngắn than dài, oán trời trách đất, bỗng nhiên từ xa có một mùi hương thoang thoảng, mùi hương ngọt cay nồng đậm, lại là canh thịt dê ngon miệng. Tần Trọng Hải nghiêng đầu nhìn lại, thấy bên đường có người dựng một quầy hàng, hơn chục khách hàng tụ tập, tất cả đều đang vây quanh ăn uống ngoài miệng xì sụp. Tại nơi khổ ải vô biên này, có hương thơm như vậy. Tần trọng hải nheo mắt, điên cuồng húp vài ngụm, vị ngọt, cay, tươi của thịt dê đều có trong mùi thơm này. Hắn nheo mắt hít một hơi, miệng đã ứa nước miếng rồi. Ngón trỏ của tần trọng hải điên cuồng chuyển động, hắn nhìn trộm mấy đồng xu trên mặt đất, thầm nghĩ, tần trọng hải a hát tần trọng hải, dạ dày quan trọng hay cốt khí quan trọng hắn nhìn phải trái mấy lần lén lút nhặt mấy đồng xu vào tay nhớ tới có thịt canh ăn đâu quan tâm gì sống chết sáng nay có rượu sáng nay say có chết cũng thành quỷ no đó mới là nhân sinh sung sướng tần trọng hải lòng tràn đầy vui sướng ngâm nga một điệu nhạc nhỏ chống gậy xuống đất bỏ thân lên đi từng bước từng bước đang đi bỗng nghe phía sau có một giọng nói khàn khàn quát ngươi là ai Ngươi từ đâu tới? Tần Trọng Hải quay đầu lại, chỉ thấy một nam tử khốn khổ đang nhìn chằm chằm vào mình, người nọ trên người quần áo rách nát, có lẽ cũng là một kẻ ăn mày. Tần Trọng Hải không để ý đến hắn, tự mình rời đi. Người ăn mày kia đi lên, hung ác nói, tiểu tử lớn mặt. Ai cho phép ngươi đến đây ăn xin? Tần Trọng Hải hừ một tiếng, nhổ đờm xuống đất, quát, Ngọc Hoàng đại đế người ăn mày sững sờ há miệng, hỏi, ai? Tần Trọng Hải hét to nói, Ngọc Hoàng Đại Đế. Người ăn xin đuổi theo hét lên, người đứng lại đó cho ta. Người có biết nơi này là địa bàn của tưởng môn thần không? Không có sự cho phép của Lão Phu, không ai được phép ăn xin ở đây. Tần Trọng Hải cười lạnh nói, cút đi, cái gì môn thần táo thần, ông nội ngươi vẫn là Diêm La Vương. Người ăn mày nghe hắn ngữ khí điên cuồng, lại nhìn thấy trên lưng hắn có hình xăm mãnh hổ dữ tợn, không dám khinh thường hắn, lớn tiếng hỏi, ngươi đến từ phương nào? Tần Trọng Hải bị hắn hỏi câu này làm cho sừng sốt, đảo mắt cười nói, ông nội của ngươi sinh ra ở góc cổng hướng Tây, ừm, xem như là hổ lâm quân đi. Kẻ ăn mày kia mờ mịt nói, góc cổng hướng Tây. Hổ lâm quân, giang hồ có hổ lâm giúp sao? Tần Trọng Hải xem người nọ là kẻ điên, không thèm để ý, đi đến quầy hàng, hỏi người bán hàng rong, canh thịt này bán như thế nào? Người bán hàng rong nói, năm văn tiền một bát. Tần Trọng Hải đếm những đồng tiền trong tay, lại chỉ có 3 văn, hắn cau mày nói, ta chỉ mua nửa bát thôi, được không? Người bán hàng kia thấy hắn bị chặt đứt chân, trong lòng có chút thương cảm hắn, cười nói, ba văn tiền cũng được, liền bưng một bát canh thịt dê tới. Tần Trọng Hải ngửi được mùi thơm của canh thịt, vui vẻ nói, đa tả. Há to miệng húp một ngụm canh nóng hổi, hít mắt nhai vài miếng thịt dê, cảm thấy trong miệng cay cay, trên người liền ấm lên, mồ hôi nóng toát ra, lỗ tai mũi càng thêm đau, nhất thời chỉ cảm thấy nhân sinh cực kỳ khoái hoạt, liền tính thân mình tàn phế, chỉ cần có thể uống mấy ngụm canh nóng này, cớ sao phải chết. Người bán hàng kia thấy hắn ăn vui mừng, lập tức cười nói, khách quan rất đói, sao không ăn thêm một bát. Tần Trọng Hải cười nói, không được, trên người ta không có tiền. Người bán hàng là một người tốt bụng, lắc đầu nói, khách quan đừng khách khí, bát này là tôi mời. Múc thêm một gáo canh to cho Tần Trọng Hải. Hiếm gặp được người tốt, Tần Trọng Hải vui mừng trong lòng, đang muốn đưa tay ra đỡ, bỗng nhiên eo đau nhói lại có người đá mạnh một cái. Tần Trọng Hải chỉ dựa vào chân sau đạp đất, sao có thể đứng vững. Lập tức ngã xuống đất. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, thấy một nam tử béo tốt đang hung dữ nhìn mình, theo sau tới mười lâu la, trong đó có một người đang chỉ vào mình, chính là người ăn xin vừa cãi nhau với hắn. Người bán hàng rong thấy nhiều hung đồ đến, sao dám ngăn cản. Hoảng sợ, vội vàng thu quán, bỏ chạy khách ăn uống hai bên cũng tránh sang một bên giở thói trêu chọc lưu manh tần trọng hải bỏ lên thở hổn hển người ta không oán không thù vì sao đánh ta nam tử béo tốt kia trầm giọng nói không có lệnh tưởng môn thần ta ai dám ăn xin ở đây tần trọng hải rên rỉ một tiếng liền nhận ra nam tử này là tưởng môn thần gì đó hắn cười gượng hai tiếng nói thì ra đây là đất của lão huynh thất kính thất kính. Tưởng môn thần cười lạnh nói, bây giờ biết cũng không muộn, ngươi ngoan ngoãn dập đầu với ta ba cái, gọi ta mấy tiếng ông nội, lão tử sẽ thả ngươi đi. Bằng không, ha ha, hắn dơ nắm đấm hướng lên trời vẫy vẫy, bộ dáng thật là tàn nhẫn. Tần trọng hải nheo mắt lại, thầm nghĩ, hay cho tặc tử ngươi, muốn leo lên đầu lão tử sao? Hắn nhìn kỹ lòng bàn tay của tưởng môn thần, chỉ thấy trong lòng bàn tay có hắc khí cổ, tần trọng hải kiến thức rộng rãi, biết đây là hắc phong trường lưu truyền của Hà Nam, xem ra võ công của tử môn thần không tệ, hơn nữa có lẽ là cao thủ địa phương. Nếu ngày xưa, hắn dùng hỏa tham nhất đao thì 10 môn thần cũng bị hắn chém thành táo thần, nhưng giờ phút này hai vai tàn phế, chân trái đứt lìa, chỉ còn lại có một chân ngăn địch, nếu muốn đánh với một hảo thủ như vậy, chắc chắn sẽ bị hắc phong trường đánh chết. Tần Trọng Hải nhíu mày, thầm nghĩ, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, nhóm người này tất cả đều là vô lại, không cần cùng bọn họ liều mạng, bằng không là tự nạp mức, thật sự quá không khôn ngoan. Giờ phút này không thể so với lúc gặp phải Sơn Tặc trên sông, khi đó nếu không liều mạng thì không có cơ hội, hơn nữa tình huống hiện tại cũng không giống như vậy, chỉ cần có thể nhẫn nhịn nỗi nhục nhất thời này, ngày sau liền có thể trời cao biển rộng, thật sự không cần liều mạng làm bừa. Nghĩ đến đây, Tần Trọng Hải quỳ dạp xuống đất, cúi đầu cười nói, ra ra, tiểu tử có mắt không thấy thái sơn, đắc tội ra ra, bây giờ xin dập đầu xin lỗi. Tường môn thần cười ha ha, thản nhiên chịu hắn lễ bái, đúng là đắc ý rào rạt vẽ hình người, nào đoán được Tần Trọng Hải đang quỳ trên mặt đất nguyền rủa tổ tiên hắn, mắng đến khó nghe, bà nội ngươi là anh hùng, ngươi xấu số nhận một bái của lão tử, trong nhà liền chết một người. Hai bái chết một đôi, tam bái chết cả nhà. Người đợi chút về nhà, cả nhà tổ chức tang lễ đi. Tần Trọng Hải trong lòng không ngừng nguyền rủa ngoài miệng lại cười hì hì, hãy còn ở kia quỳ lại không thôi. Tưởng môn thần thấy hắn thuận theo, nhất thời cười to nói, tên cầu tử này cũng biết mặt lợi hại đó. Vừa nói vừa rũi chân dẫm lên lưng Tần Trọng Hải, thẳng là cùng vọng không ai bì nổi hai bên lâu la càng là cười trộm không thôi. Tần Trọng Hải tuy cười nịnh nọt nhưng cũng không giấu được bản chất hồ sói, khi tưởng môn thần dẫm lên người, gân xanh trên trán lập tức nổi lên, ánh mắt càng thêm hung ác, chỉ là địch nhân đông hơn, lại không phải thời khắc sinh tử mấu chốt, cần gì phải tử chiến. Lập tức mặc không lên tiếng, ở kia cúi đầu chịu đựng, chỉ cầu toàn thân mà lui. Tưởng môn thần chọc ghẹo hắn đủ rồi, liền nói, được rồi từ giờ trở đi, sẽ cho ngươi ăn xin ở góc đường kia. Nhớ rõ sớm muộn gì cũng phải tới gặp Gia Gia dập đầu vấn an. Tần Trọng Hải đầy mặt mệt lười, ngửa đầu cười gượng hai tiếng, thầm nghĩ, lão tử sớm muộn gì cũng đi lão bà ngươi trên giường vấn an, sinh cho ngươi một đứa con trai họ tương rẻ tiền. Trong miệng lại nói, đa tạ đại gia. Hai bên lâu la thấy hắn không có cốt khí, đều cười nói, người què dễ nghe lời rất ngoan ngoãn. Tần Trọng Hải bỏ qua, sau đó co rúm vào góc tường, lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Hắn ngoáy lỗ mũi, mặc dù đã cố gắng hết sức kiềm chế nhưng vẫn không khỏi bực bội. Bà nội nó, lão tử này phúc quỷ đức hạnh, đi Lan Châu như thế nào? Con mẹ nó, chẳng lẽ phải thực sự ăn xin đi đến sao? Nghĩ đến việc đi tìm kiếm sư phụ trong chuyến đi này, không biết có bao nhiêu cơn giận không biết chú vào đâu trong lúc nhất thời trong lòng lại có chút nhục trí hắn lắc lắc đầu liền phun ra mấy ngụm đờm cũng coi như chút đi vận đen trong lúc vắng vẻ đột nhiên nghe thấy bên kia đường có tiếng hét hình như là của một người phụ nữ sau đó là tiếng quát tháo mắng mỏ đánh đập không ngừng tần trọng hải nghiêng người nhìn thấy một nữ tử xinh đẹp bị tưởng môn thần kéo theo phía sau có một lão nhân đang khóc ôm chân tưởng môn thần tần trọng hải biết rõ tình đời không cần phải nói cũng biết, chính là tưởng môn thần lại dở trò ức hiếp thiện lương. Chỉ nghe thấy ông lão gào khóc, rơi lệ, tưởng môn thần. Ngài đừng như vậy, hai ngày nữa ta sẽ trả lại tiền cho ngài, cầu xin ngươi buông tha cho khuê nữ của ta đi. Từ đằng xa truyền đến thanh âm của lâu la, nói, mẹ kiếp. Lão tử ngươi nợ nần chồng chất suốt ngày, cũng không chịu cho khuê nữ áp thân thay thế người định lấy mạng trả giá sao? Lúc này đã là ban ngày, nơi đây phố xá tấp nập, nhưng cửa trên đường đều đóng chặt, không ai dám liếc mắt nhìn, cũng không ai dám xen vào việc của người khác. Tần Trọng Hải lắc đầu nghĩ thầm, nhìn bọn tặc tử này vô pháp vô thiên, tám phần cùng quan phủ có chút liên hệ, bằng không sao dám vô liêm sỉ giữa ban ngày như thế. Hắn thấy nàng kia nhu nhược đáng thương, lão hán kia lại khóc đến thê thảm, nhất thời muốn ra tay quản, nhưng lại nghĩ chính mình đang tượng Phật đất qua sông, nếu không phải mới vừa rồi hướng người dập đầu xin khoan dung, không biết lúc này mạng ở nơi nào. Hắn trong lòng thở dài, quay lưng lại, giả vờ như không nhìn thấy. Tần Trọng Hải nhắm mắt lại, không muốn nhìn, nhưng hai cha con kêu trời đất, tiếng kêu còn vang vẳng bên tai. Chỉ nghe tưởng môn thần quát, biến đi. Lão già chết dẫm này đừng có bám ta nữa, cẩn thận không ta đánh chết ngươi đấy lão hán kia không thuận theo, khóc nỉ non không ngừng, tần trọng hải trong lòng khó chịu, chỉ che lại hai lỗ tai, liền mong có thể lừa dối qua đi. Từ xa đột nhiên có tiếng hét, sau đó có người lăn qua đập vào lưng hắn, tần trọng hải quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ông lão nằm bên cạnh mình, bị tưởng ngôn thần đá một cái, thẳng va vào hắn. Lão hán kia ngã vào bên cạnh tần trọng hải, máu tươi đầm đìa, còn khóc nói, tưởng lão ra, cầu xin ngài buông tha khuê nữ ta. Ta cùng lắm chỉ nợ ngài ba lượng tiền, nhưng lại đòi ta tiền lãi năm mươi lượng, còn muốn ta dùng khuê nữ để trả, ngài không thể như vậy. Tưởng môn thần phớt lờ hắn, mỉm cười với cô gái, nói, đi. Cha ngươi không được việc, chúng ta liền đi động phòng hoa chúc thôi. Nàng kia khóc đến chết đi sống lại, lớn tiếng thét chói tai, cha. Cứu cứu con, cứu cứu con nàng không biết sinh ra sức lực từ đâu phát ra toàn bộ ghé vào dưới chân lão già khóc buồn bã tưởng môn thần giận dữ quát kéo lại đây cho ta vài tên lâu la thét to một tiếng lao về phía trước lão hán kia vội vàng kéo nữ nhi lại đôi tay dùng lực liều mạng ôm con vào ngực vài tên lâu la liều mạng tới kéo nhưng không thể tách rời cả hai tưởng môn thần tức giận nói làm gì vậy ngay cả một ông già cũng không gánh nổi. Hắn múa xong trường hướng về phía lão hán kia. Quyển 11 chương 2 mưa gió cố nhân tới, hồi 2. Tần Trọng Hải biết rõ trường lực của tường môn thần rất lợi hại. Nếu hắn dùng trường đánh trúng lão nhân kia, nhất định sẽ khiến lão tử gục tại chỗ. Hắn không muốn lão phu kia bỏ mạng như vậy, nhưng bản thân mình võ công không còn. Nếu muốn tiến lên trợ giúp, cũng như nộp thêm một mạng mà thôi hắn khẽ thở dài quay đầu đi không muốn nhìn thấy tình cảnh thê thảm của hai cha con kia bỗng nghe thấy một tiếng răng rắc ông lão kia bị trúng một hắc phong trường xương sườn lập tức gãy vụn nữ nhi òa khóc kêu lên cha tần trọng hải nghiêng đầu nhìn lại thấy ông lão kia miệng phun máu tươi hai mắt trắng rã nhưng hai tay ôm chặt nữ nhi không buông tường môn thần hét lên người nhất quyết không buông Ông lão nghiến răng nghiến lợi nói, người có đánh chết ta, ta cũng không buông, không buông. Tưởng môn thần cười giữ tận nói, đánh chết thì đánh chết, có gì khó đâu. Hắn đập vào bụng ông lão một cái, ông lão kia sao có thể chịu đựng được trường lực nặng như vậy, thân thể giống như một cái bao rẻ rách, lập tức bay ra ngoài, đập vào tường đất, đã thở ra rất nhiều khí, hít vào càng ít, tựa hồ đã chết tưởng môn thần sai người kéo khuê nữ của hắn lại, cười dâm đãng nói, ngươi càng làm khó ta, lát nữa nữ nhi ngươi lăn lộn càng nhiều. Nói rồi sờ tay lên mặt nữ nhi kia, cười nói, một lát nữa sung sướng, ngươi sẽ muốn quên đi mình họ gì tên gì. Nữ nhi kia không ngừng khóc gọi cha, chân lại bị lôi kéo đi. Ông lão nghe thấy những lời vô liêm sỉ của tưởng môn thần mà tim như dỉ máu, tuyệt vọng gào lên, nhìn lên trời, giọng buồn bã nói, ông trời ơi. Ông trời ơi, người ta nói rằng người có sức mạnh vô biên, đôi mắt của người đâu. Tại sao chúng tôi là những người nghèo có cuộc sống thấp hèn như vậy, chúng tôi sinh ra để làm nô lệ sao? Trời xanh a à, trời xanh, chúng tôi cũng là con người. Hắn đau đớn hét lên điên cuồng, quỳ dạp xuống đất, nước mắt lại tuôn rời, bi phẫn đã cùng cực. Tần Trọng Hải toàn thân chấn động, Nhìn thấy tình trạng thê thảm của ông lão kia, trong lòng Phong Ba giận sóng, đột nhiên nhớ tới chí hướng cuộc đời. Anh hùng chí, khoái ý ân cửu mà thôi. Nguyên văn quay y en châu khoái ý ân cửu nghĩa là có ân báo ân, có oán báo oán. Tần Trọng Hải chống đỡ bức tường đất, hoắc mắt đứng dậy, bạo quát, đồ khốn. Dừng tay lại. Chúng lâu la lắp bắp kinh hãi quay đầu lại, tưởng môn thần định rời đi. Lúc này nghe được tiếng hét to của Tần Trọng Hải, cũng không khỏi sừng sốt, lập tức dừng lại. Mọi người thấy Tần Trọng Hải què một chân, đầy mặt sát khí nhìn lại, đều không biết hắn muốn gì, một người lâu la cười nói, tên què này, ngươi muốn làm gì? Tần Trọng Hải lạnh lùng nói, buông cô gái này ra. Mọi người kẻ nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều cảm thấy ngạc nhiên, mắt thấy người què này vừa mới dập đầu xin tha, không có nửa điểm cốt khí ai ngờ lúc này tự nhiên đóng vai anh hùng hảo hán, chẳng lẽ hắn coi trọng mỹ nữ này sao? Mọi người không nhịn được cười, đồng thanh cười rộ lên. Tần Trọng Hải hai mắt hung quang sáng lên, lành lạnh nói, hỏi lại các ngươi một lần, có thà người không? Một tên lâu la tiến lên, tát Tần Trọng Hải một cái, quát, đồ chó què, ngươi què quạt tàn phế như vậy, cũng muốn làm anh hùng gì? Tần Trọng Hải khóe miệng đổ máu, vẫn là trầm giọng nói ta nói lại lần nữa thả nữ nhân này ra lâu la kia nghe hắn nói điên cuồng như vậy nhịn không được kêu lên một tiếng chảy nước miếng nói lão tử không muốn buông tay ngươi định làm gì tần trọng hải nhẹ giọng nói chỉ còn con đường chết lâu la kia cười ha ha vừa định tát vào mặt hắn thì tần trọng hải đã lao người về phía trước đã đè trên người lâu la đó chỉ nghe thấy một tiếng thảm thiết gào lên trên mặt tên lâu la kia đã bị cắn xuống một miếng thịt. Lâu la đó đau thấu xương, ẩm ý kêu thảm thiết nói, cứu mạng. Mau tới cứu mạng. Đám lâu la này chỉ là lưu manh địa phương, đã khi nào gặp qua anh hùng hào hiệp. Giờ phút này, tần trọng hải miệng đầy máu, như quỷ cắn không thôi, chúng lâu la sợ tới mức trong lòng run sợ, lần lượt lùi lại phía sau. Tường môn thần quát lên, các ngươi còn đứng ngốc tại chỗ làm gì? còn không mau đi cứu người. Chúng lâu la đáp ứng một tiếng, vội vàng túm lấy tần trọng hải, tần trung hải lại giống lên một tiếng, lăn lộn trên mặt đất, chính xác là gặp người liền cắn. Trong lúc nhất thời, mấy tên lâu la bị hắn đè gục xuống đất, vô luận là mặt hay là mông, đều bị hắn dùng sức cắn đứt, hung ác gấp 10 lần chó điên. Tưởng môn thần càng nhìn càng tức giận, lớn tiếng nói, thằng nhóc chết tiệt, huynh đệ ta ngươi cũng dám cắn. Hắn quát lên điên cuồng một tiếng, văng chân đá vào bụng tần trọng hải, tưởng môn thần thân mang võ nghệ, há người bình thường có thể so. Tần trọng hải tuy muốn né tránh, lại là chậm một bước, chân to đá hạ xuống, đá tần trọng hải bay cao ra. Tần trọng hải nôn ra máu tươi ngã xuống đất, tưởng môn thần vẫn cảm thấy mình còn chưa đủ, tức giận nói, tiểu tử này thật lớn mật, không chỉ đến địa bàn của ta để gây sự, mà còn xông tới cắn thương huynh đệ của ta, hôm nay không lột ra chó của ngươi, làm sao có thể hạ cơn tức giận trong lòng. Lập tức, hắn duỗi nắm tay lớn, nghênh đón Tần Trọng Hải. Thấy tưởng môn thần chuẩn bị đánh, Tần Trọng Hải lăn ra đất, phản chiêu đánh vào đùi tưởng môn thần, thần pháp lăn lộn này chính là phương tử kính truyền lại, tưởng môn thần sao có thể trốn, thoáng chốc quăng hắn văng xuống đất. Tần Trọng Hải há to cái miệng đầy máu, dùng sức cắn chặt xương đùi tưởng môn thần. Tưởng môn thần cắn điên cuồng, nhất thời đau triệt tim phổi, nhất thời trường thanh thảm gào, kêu to cha mẹ. Hai bên lưu manh thấy tần trọng hải giống như chó điên, đều là cả kinh ngây người, tưởng môn thần lại khóc lại kêu, hô, các ngươi mau kéo hắn ra. Mau lên, mấy người cuống quýt đi kéo, đem hết sức lực tách hai người ra, nhưng tần trọng hải dùng hết toàn lực, liều mạng mà cắn, Ai có thể kéo hắn ra? Lúc này, đường phố đầy hỗn chiến, Tần Trọng Hải giống như chó cái điên, ở kia huyết chiến mấy chục người, nữ nhi kia thừa cơ không có ai canh giữ, lợi dụng lúc hỗn loạn, vội vàng đỡ cha dậy, hai cha con nửa lăn nửa bò bỏ đi. Tưởng Môn thần đau đến nước mắt nước mũi chảy ra, thét to, "Mau! Mau giết hắn!" Chúng lưu manh lấy gậy gỗ ra đập vào lưng Tần Trọng Hải, Tần Trọng Hải đau đớn trong lòng phẫn hận lại càng sâu coi tưởng môn thần như giang sung mà cắn hận không thể một miệng cắn chết bỗng nhiên nghe rắc một tiếng xương đùi của tưởng môn thần đã gãy khóc lớn ngay tại chỗ mà ơi tha mạng a hai bên lưu manh vừa kinh vừa sợ gậy gỗ đánh đến ác hơn trên người trên mặt tần trọng hải không chỗ nào không bị trúng chán càng bị đánh chảy máu đầm đìa nhưng bản thân hắn như người chết trước sau cắn chặt không bỏ một người nảy ra ý kiến, giờ gậy gỗ nện xuống cái chân gãy của Tần Trọng Hải, chỗ bị thương ngày trước mới kết vảy, chưa từng khỏi hẳn, lúc này bị gậy gỗ đánh trúng, chỗ bị thương lập tức vỡ ra, Tần Trọng Hải đau đến mức ngửa mặt lên trời gào to, miệng thả lỏng, tưởng Môn Thần vội vàng rút chân về, sắc mặt tái nhợt vì đau, hắn chộp lấy Tần Trọng Hải, vận khởi hấp phong trường, nện mạnh vào ngực Tần Trọng Hải, chỉ nghe thấy một tiếng cạch Xương sườn của Tần Trọng Hải đã gãy vụn, máu tươi phun ra từ miệng. Hai chân mềm nhũn, đã quỳ xuống đất không dậy nổi. Tưởng Môn Thần vừa mới gọi bậy cha mẹ tổ tông, thực sự mất mặt, vừa xấu hổ vừa tức giận, lớn tiếng mắng chửi: "Con chó tàn phế nhà ngươi. Lão tử giết ngươi." Từ ven đường bế lên một khối tảng đá lớn, ném thẳng vào trán Tần Trọng Hải. Tần Trọng Hải nhìn tảng đá đang lao tới, giờ phút này trước ngực gãy xương không còn sức để né tránh nếu tảng đá rơi xuống sẽ bị nứt óc chết oan chết uổng chỉ là nói đến kỳ quái lúc hắn sắp chết trong lòng lại không có một chút cảm giác tựa hồ cứ như vậy có thể buông tha giết chóc chết cũng như ý tần trọng hải chỉ đơn giản ngửa đầu cười to hình dung như điên như cuồng liền vào lúc này bên đường đi tới ba nam một nữ bốn người nghe được tiếng cười của tần trọng hải không khỏi dừng lại xem một nam tử chỉ vào tần trọng hải kinh ngạc nói đại tỷ người xem hình xăm trên lưng tên què đó đi người nọ tướng mạo như thỏ hai răng cửa nổi lên bộ dáng thật là quái dị nói lời này về sau chỉ kéo một nữ tử không bỏ nàng kia a à mà một tiếng nói ngày nào đó nếu trí toại thẳng tới trời cao dám cười hoàng xào không trượng phu đó là hình xăm của đầu rồng nam tử như con thỏ nhíu mày nói xăm hoa này sao có thể xuất hiện ở đây nàng kia như thế nào cảm kích nhất thời nhìn thấy tên tàn phế kia sắp mất mạng lập tức rời chân phi thân qua ngăn cản tưởng môn thần quát ngươi làm gì bắt nạt một người tàn phế như vậy tưởng môn thần xưng bá nơi này có khi nào sợ ai vừa thấy nữ tử này lại đây nhiều lời lập tức tức giận mắng, "Đồ đê tiện, cút xa lão tử một chút, đừng xen vào việc của người khác." Nàng kia cười lạnh nói, "Xem ngươi thân cường thể tráng, lại chỉ biết bắt nạt người tàn phế, chẳng lẽ không biết xấu hổ sao?" Tường Môn thần lớn tiếng nói, "Con mẹ ngươi quay về cho kẻ khác áp đi, đừng tới đây bán cho ta." Nàng kia nghe hắn mắng đến hèn hạ, trong lòng cuồng nộ, thoáng chốc để thanh khẽ quát, mọi người thấy hoa mắt. Phi tiêu bất ngờ bắn ra, tưởng môn thần né tránh không kịp, ahát ahát hét lên, hét thảm một tiếng, trên tay máu tươi đầm đìa, đã trúng một phi tiêu. Nàng kia lạnh lùng thốt, niệm tình ta và ngươi không oán không thù, cây phi tiêu này không có tẩm độc. Nhưng nếu ngươi dám mở miệng đê tiện, đừng trách ta xuống tay không dung tình. Tưởng môn thần quát mắng, hạ tiện kỹ nữ. Kỹ nữ? Không ai muốn. Chữ đê tiện, chưa kịp nói ra, nàng kia đã phỉ nhổ một tiếng, khẽ giơ tay phải lên, phóng thẳng một mũi tên vào miệng hắn. Tưởng Môn Thần đã gặp bất lợi từ trước, vội vàng nghiêng đầu tránh ra, ai ngờ này tiêu chỉ là hư chiêu, nàng kia còn có chiêu sau. Soạt, một tiếng, một tiêu phát sau mà đến trước. Tưởng Môn Thần không thể tránh được, phi tiêu đã bắn xuyên qua môi hắn, lực phi tiêu mạnh đánh rơi cả răng cửa, bắn thẳng vào miệng hắn. Tiêu này âm độc lợi hại như vậy, tưởng môn thần làm sao chịu nổi. Thoáng chốc hét thảm, a a ha một tiếng, lăn ngã xuống đất. Một trong những tên lâu la khá am hiểu chuyện giang hồ, thấy ám khí thủ đoạn lợi hại, kinh hãi nói: "Đây là Song hỷ Yến tử, cô ta là Phấn Hồng Kỳ Lân ngôn nhị nương." Mọi người xong bốn chữ Phấn Hồng Kỳ Lân, nhất thời kinh hãi ra tiếng, như thể ngôn nhị nương là quái vật ba đầu sáu tay vậy kẹp tường môn thần vội vàng đào tẩu. Huynh đệ ngôn nhị nương không chịu buông tha, tay đề côn bổng, dọc theo đường đi trước truy đánh, nhất thời trên đường cái tiếng kêu thảm thiết liên tục, không ít lâu la vỡ đầu chảy máu ngay tại chỗ. Ngôn nhị nương không đi để ý tới bọn họ, nàng ngồi xổm xuống, cúi đầu nhìn hoa văn sau lưng tần trọng hải, lẩm bẩm nói, hình xăm này thật giống với của long đầu đại ca, người này rốt cuộc là ai? nàng xoay người tần trọng hải nằm ngửa thấy hắn mũi cao miệng rộng ngôn nhị nương chấn động toàn thân run giọng nói là là ngươi tần trọng hải nhắm chặt hai mắt đầy mặt máu tươi đã là hôn mê bất tỉnh nửa chữ cũng không trả lời được nàng kia đúng là ngôn nhị nương sau khi nộ thương sơn bị bại hủy nàng liền mang theo huynh đệ khắp nơi lưu vong một năm trước nàng hành thích ngân xuyên công chúa không thành cùng lúc ấy vung tay đánh nhau với người phụ mệnh hộ giá Tần Trọng Hải. Hai người chiến đấu kịch liệt một hồi, ngôn nhị nương đại bại thua cuộc, nản lòng thoái chí rất nhiều, đã tự sát trên đỉnh nộ thương sơn, rồi lại được cường địch Tần Trọng Hải ra tay giải cứu, vì vậy hai người đã có gặp nhau một lần. Năm đó đám người tiểu thỏ tử cáp bất nhị, thiết nghiêu Âu Dương Dũng, Kim Mao Quy Đào Thanh bị Tần Trọng Hải bắt giữ, rồi lại được Ngân Xuyên công chúa thả ra lúc này họ đã từ Thiên Sơn trở về Trung Nguyên, không ngờ lại gặp Tần Trọng Hải tại đây. Đám người cáp bất nhị đòn hiểm vô lại, hô to thống khoái, mắt thấy lưu manh đi xa, mỗi người đều quay lại, mắt thấy diện mạo của Tần Trọng Hải, mọi người đều kinh ngạc. Cáp bất nhị mờ mịt khó hiểu, ngạc nhiên nói, gia hỏa này không phải là ưng trào của triều đình sao? Hắn võ công cao cường, như thế nào biến thành tình trạng thế này? ngôn nhị nương tự cũng không biết nội tình nàng nhìn tần trọng hải chợt nhớ tới chuyện nối xương của hai người ở nội thương sơn cố nén một tia đỏ bừng trên mặt đưa tay ra che ngực cáp bất nhị thấy mặt nàng đỏ ửng không khỏi sừng sốt nói đại tỷ làm sao vậy bị hắc phong trường đánh chúng sao ngôn nhị nương ho nhẹ một tiếng sắc mặt lại càng có vẻ đỏ bừng ở một bên đào thanh tâm tư tinh tế thấy sắc mặt đại tỷ thay đổi Liêu biết chắc chắn có tâm sự, vội giảng hòa nói, đừng nói nữa. Người này năm đó buông tha cho tính mạng của chúng ta, xem như có chút ân nghĩa, trước tiên đưa hắn về đi. Mọi người đáp ứng một tiếng, thiết như Âu Dương Dũng thân hình cao lớn, lập tức cõng tần trọng hải trên lưng cùng nhau trở về khách điếm. Quyển 11 chương 2 mưa gió cố nhân tới, hồi 3. Thân thể tần trọng hải vốn yếu ớt, lại trúng hắc phong trường của tường môn thần sau khi trở về khách điếm chỉ hôn mê bất tỉnh ngôn nhị nương sợ vết thương của hắn trở nên trầm trọng hơn nên suốt đêm tìm đại phu tới trị thương đại phu kia thấy tần trọng hải nửa thân trên trần trụi vai bị tổn thương thổng lỗ chỗ rõ ràng có thể nhìn thấy được không khỏi chấn động nói xương tỳ bà của hắn bị đâm thùng là ai làm ngôn nhị nương chưa từng xem kỹ thương thế khi nhìn thấy hai đầu vai của tần trọng hải cũng giật mình kinh ngạc, run giọng nói, thật sự là bị đâm thủng sao? Làm sao? Làm sao lại xảy ra chuyện này? Đại phu kia cảnh giác, thấy nàng không biết nội tình, cũng không tiện hỏi nhiều, tự nắn xương sườn bị gãy của Tần Trọng Hải, đặt hắn lên tấm ván gỗ, không nói thêm một lời nào nữa. Ngôn Nhị nương đứng bên cạnh thấp giọng hỏi, hắn bị thương nghiêm trọng không? Đại phu kia thở dài nói, xương sườn của người này bị gãy chân trái bị chặt đến đầu gối, vài ngày có thể lành lại, phiền phức là vết thương trên vai, xương tỳ bà bị đâm thủng, cả đời không thể dùng sức, chỉ sợ sẽ trở thành phế nhân. Ngôn nhị nương cả kinh nói, phế nhân, ý ngươi, ý ngươi là, đại phu kia vẻ mặt thương hại nói, thứ cho tại hạ kiến thức nông cạn, loại ngoại thương này ta bất lực. Mắt thấy ngôn nhị nương ngơ ngác mở miệng, đại phu kia cũng không dám nói nhiều nữa, hắn thấy vết thương trên người Tần Trọng Hải rất kỳ quái, tám chín phần là khâm phạm của triều đình. Đại phu kia rất sợ tự rước họa vào thân, nên kê cho mấy loại thuốc rồi vội vàng rời đi. Sau khi đại phu rời đi, nhị nương đứng một mình bên chiếc giường dài, nhìn khuôn mặt hôn mê bất tỉnh của Tần Trọng Hải, thầm nghĩ, người đàn ông này từng làm việc cho triều đình, nhưng trên người lại có hình xăm đó, thật là kỳ quái. Nghĩ đến ngày ấy mình treo cổ tự sát ở nội thương sơn, nếu không phải tần trọng hải ra tay cứu giúp mình đã chết lâu rồi hơn một năm sau hai người lại lần nữa gặp nhau không nghĩ tới lại trong tình cảnh này ngôn nhị nương than nhẹ một tiếng thầm nghĩ hắn võ công cao cường tâm địa nhân hậu lại không ngờ lại thành ra thế này ai thật là thế sự khó lường lại nói tần trọng hải hôn mê bất tỉnh thân mình càng không thể động đậy sắp chết đói rồi ai ngờ chuyện tốt từ trên trời rơi xuống có nước canh tự mình chảy vào miệng, chỉ là Tần Trọng Hải không biết tốt xấu, mặc dù hôn mê, hắn vẫn rất kén ăn, gặp được canh thịt tươi, chép chép miệng, nuốt hai ngụm, gặp thuốc đắng thì nhổ hết ra ngoài. Trong lúc ngủ mơ màng có người tới lau người cho hắn, giống như thay mình đổi thuốc vậy, Tần Trọng Hải được bàn tay nhỏ trắng dài sờ, cảm thấy vô cùng thoải mái, chẳng những quên hết đau nhức trên người, càng thường vô cớ phát ra nụ cười dâm đãng. Ngày này khí hậu giá lạnh, trên giường đất ấm áp, Tần Trọng Hải đắp chăn, đang thoải mái ngủ, đột nhiên có người vuốt ve ngực mình, Tần Trọng Hải cảm thấy mình như lạc vào cõi tiên, lại cảm thấy hương thơm thoang thoảng từ mũi. Cái gọi là sung mãn dục vọng, Tần Trọng Hải đột nhiên ngửi thấy mùi thơm, trong lòng nổi lên dâm niệm, hắn mở bừng mắt, chỉ thấy một khuôn mặt ửng hồng đang nhìn trước ngực mình. Mỹ nữ từ trời rơi xuống, Tần Trọng Hải tất nhiên vừa mừng vừa sợ. Hắn không rõ mình đang ở nơi nào, trong đầu chỉ miên man suy nghĩ, lão tử không phải bị trúng một đòn hiểm của Tưởng Môn Thần sao? Thế nào lại xuất hiện một nữ tử? A, à, đúng rồi, chắc là lão nương của Tưởng Môn Thần biết nhi tử bất hiếu, đặc biệt tới bồi tội với ta. Tần Trọng Hải trong lòng mừng như điên, mắt thấy nàng kia còn vút ve không thôi, lập tức ôm tay vào ngực, cười lớn nói, "Tưởng lão mẫu. Chớ có sợ ta?" Đổi phiên lão tử cống hiến sức lực đi. Sau đó hắn mở miệng, hôn lên má nàng kia. Bỗng nghe một tiếng thét chói tai, nàng kia đẩy tần trọng hải ra, quát to, đồ điên. Tần trọng hải bị đẩy như vậy, lập tức đụng phải bức tường, xương gãy ở ngực bị lệch vị trí, rất là đau đớn, nhịn không được rên rỉ lên. Nàng kia tức muốn hộc máu, cả giận nói, vô sỉ khinh bạc. Xứng đáng đau chết ngươi. Tần Trọng Hải vuốt ngực thở dốc, thầm nghĩ, lão mẫu thật là đanh đá, chẳng trách sinh ra nhi tử tưởng môn thần hạ lưu như vậy, hắn mắng vài tiếng, ngẩng đầu xem nàng kia, chỉ thấy trước mắt mỹ nữ ngoài 30 tuổi, bộ dáng 3 phần sát khí, 7 phần diễm lệ, đúng là ngôn nhị nương người đã giao đấu với mình năm đó. Tần Trọng Hải chấn động, tay run run, run giọng nói, cô không phải ngôn nhị nương sao? Khi nào biến thành tưởng bác gái vậy? Ngôn nhị nương nghe hắn đầy miệng hồ ngôn loạn ngữ, nhịn xuống cơn giận dữ, quát, tưởng cái đầu quỷ nhà ngươi. Nói hưu nói vượn cái gì? Nếu không phải bổn nữ hiệp ra tay cứu người, ngươi đã bị đánh chết từ lâu rồi, sao còn có thể tại nơi này tác quái? Tần Trọng Hải A à một tiếng nói, là cô đã cứu ta. Ngôn nhị nương gật gật đầu, nói, ác giả ác báo, năm đó ngươi cứu tính mạng ta, ta cũng trả lại ngươi một lần ân tình, từ đây chúng ta không ai nợ ai. Tần Trọng Hải nghe nàng nhắc tới chuyện cũ, không khỏi xấu hổ cười, hắn nhìn chính mình gãy chân, thở dài, nói rất đúng, đúng là ác giả ác báo. Chỉ là tới quá nhanh. Lời này của Tần Trọng Hải tràn đầy thê lương bất đắc dĩ, đều có vô hạn thương cảm, nhưng ngôn nhị nương tính tình ngay thẳng, nghe lần đầu làm sao biết được trong đó ý tại ngôn ngoại lập tức chỉ ừ một tiếng, nói, ta nhớ rõ ngươi họ tần, giống như gọi là gì. Cái gì hải tới? Tần Trọng Hải nghe nghe nàng ấp úng quanh co gọi tên mình, nhịn xuống khụ một tiếng, tiếp lời nói, Trọng Hải. Ngôn nhị nương gật gật đầu, nói, đúng vậy, Tần Trọng Hải, hình như chính là tên này. Nàng nói chuyện, sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên, lại có chút ngượng ngùng xoắn xít, thật ra nàng có ký ức khắc sâu với tần trọng hải làm sao có thể không nhớ tên hắn chỉ là thân là nữ nhân nếu nhớ kỹ tên người ta trong lòng nhất định sẽ bị người chê cười cho nên chỉ có thể nói vòng vèo che đậy ngôn nhị nương cúi đầu một lúc sau lại hỏi ngươi khi đó không phải là thị vệ của công chúa sao làm sao lại lưu lạc thành ra thế này tần trọng hải khẽ mỉm cười lắc đầu nói ta không phải là thị vệ của công chúa chức trách cuối cùng của tần trọng hải là thống lĩnh hồ lâm quân chức quan đến tứ phẩm đới đao cấp bậc còn to hơn thống lĩnh cẩm y vệ nếu muốn nói xuất thân phân chắc chắn dọa ngôn nhị nương nhảy dựng chỉ là hắn từ trước đến nay không thích phô trương thân phận huống chi lúc này lưu vong giang hồ hắn trong quá khứ có một đại lai lịch trước mắt cũng chỉ là cái chê cười cho nên hắn hiện tại sẽ không nhắc tới công sự quá khứ ngôn nhị nương khẽ gật đầu thầm nghĩ hắn cùng họ với long đầu đại ca của chúng ta, trên lưng lại có hình xăm đó, có lẽ có quan hệ gì đó, để ta tới thăm dò. Nàng trầm ngâm sau một lúc lâu, lại hỏi, hình xăm trên lưng ngươi là từ đâu ra? Nhắc đến hình xăm sau lưng, lập tức gợi lên tâm sự của Tần Trọng Hải, hắn nhớ tới lưu kính, lại nhớ đến phụ thân chưa từng gặp mặt, lòng chua xót chỉ cười nhạt không đáp. Ngôn nhị nương nhìn thấy hắn tràn đầy sầu khổ, lập tức chú ý tới nhẹ giọng nói ta biết một người sau lưng hắn cũng có một hình xăm giống hệt như của ngươi tần tướng quân thứ hình xăm này rốt cuộc từ đâu vậy có thể nói cho ta biết được không tần trọng hải cùng nàng bất quá trên đường tương phùng tuy không phải người xa lạ nhưng cũng không có giao tình gì làm sao có thể nói ra sự thật hắn trong lòng sầu khổ trên mặt lại bất động thanh sắc chỉ tươi cười thuận miệng bậy bạ nói ai không dối gạt ngươi, hình xăm này là do ta làm mấy tháng trước, ước chừng mất ba vạn lượng bạc, nói đến thật là đắt. Ngôn nhị nương nửa tin nửa ngờ, nói, ngươi đừng lừa ta, ai xăm cho ngươi, để ta đi nhìn một chút. Tần Trọng Hải thấy lông mày nàng hơi giật, dường như tin vào chuyện ma quỷ của mình, biết nàng là người thành thật, bản chất hắn người phiền phức nhất, nghĩ đến chuyện vui vẻ muốn làm, là bằng mọi cách giả bộ, thở dài, không thể nói, ta đã hứa với người ta. Ngôn nhị nương tức giận nói, cùng lắm là thợ xăm, có gì mà không thể nói, ta còn có thể giết hắn sao? Người mau mau nói cho ta, ai đã xăm hình này? Tần trọng hải thở dài, được rồi, nếu ân nhân cứu mạng muốn hỏi, ta cũng không thể không đáp, nơi đó tên là Nghi Hoa Viện, là một vị kỹ nữ họ ngôn. Cô nương lượng thứ, ai? Cũng không biết nàng ấy có nhận ra ta hay không? Ngôn nhị nương trong lòng sừng sốt, thầm nghĩ, họ ngôn biểu cô nương. Sao thợ xăm hình là nữ, lại cũng họ ngôn. Nghĩ đến đột nhiên giận dữ, một trường đánh vào tần trọng hải, mắng, ba hoa. Còn muốn diễn với ta. Tần trọng hải để cho nàng đánh một cái, nhất thời kêu xin tha, ngôn nhị nương phi một tiếng, mắng, người lại không nói lời thật, ta đánh ngươi ném trả về lề đường, cho ngươi chết đói đi cũng đáng. Tần Trọng Hải thấy ngôn nhị nương thành thật, dăm ba câu một kích, trêu chọc liên tục, hắn trong lòng cảm thấy rất thú vị, thuận miệng trêu chọc nói, người muốn bỏ được, tự mà ném đi. Ngôn nhị nương nghe hắn miệng đầy ngôn ngữ khinh bạc, nhịn không được vừa xấu hổ lại vừa tức giận, đang định ném hắn ra khỏi phòng, khi liếc mắt lại, lại thấy Tần Trọng Hải bị cắt đứt chân, vừa mới tỉnh dậy mà người trước mắt đã trở thành tàn phế, nếu không phải bẩm sinh đã rất cởi mở làm thế nào hắn có thể nói dẫn với mình như thế này. Nàng nhìn Tần Trung Hải, trong lòng thầm thương cảm, nhưng trên mặt không thể lộ ra vẻ thương hại, e rằng sợ bị hắn chiếm tiện nghi. Lúc này lập tức hừ một tiếng nói, người không nói gì cũng được, nhưng người đã là mệnh quan triều đình, ai có thể ra tay nặng khiến người trở thành thảm hại thế này. Tần Trọng Hải hắc hắc cười gượng, lắc đầu nói, việc triều đình không giống nhau, muốn bị người khác đánh bại, liền thành chó nhà có tang chó hoang ven đường có ai đánh không được hắc hắc thật là mất mặt không còn gì để nói cả ngôn nhị nương thở dài nói người trong triều là hung ác nhất khi đó ngươi còn liều mạng thuyết phục ta đầu hàng nếu thực sự nghe ngươi nói ta đảm bảo ngươi sẽ có kết cục thảm hơn ngươi sớm trở thành một cái xác chết trong mồ chôn tập thể nghĩ đến cảnh triều đình đối xử tàn ác với gia đình mình trong lòng càng thêm căm giận, xem ra đối cả triều văn võ chính xác là căm ghét vạn phần. Tần Trọng Hải biết trượng phu của ngôn nhị nương đã mất tích, huynh trường bỏ mình, đều bị quan phủ hãm hại, không khỏi căm hận cửu thù với triều đình, chỉ là việc đã đến nước này, liền tính mắng đến miệng khô lưỡi khô, cũng bất quá uổng phí môi lưỡi mà thôi. Tần Trọng Hải khẽ thở dài, ngồi thẳng dậy, nhìn quanh căn phòng mình đang ở, thấy có mấy chậu cây cảnh bên cửa sổ, căn phòng tràn ngập hương thơm trên bàn trà có một giá lưu ly cắm nến ánh lửa phản chiếu như đèn lồng tần trọng hải thấy căn phòng bài trí lịch sự tao nhã không khỏi kinh ngạc liền cắt ngang lời mắng chửi của ngôn nhị nương hỏi nơi này rất đẹp là khuê phòng của cô sao ngôn nhị nương nở một nụ cười nói đây là cửa hàng của ta người ở chính là căn phòng phía trên tần trọng hải há to miệng kinh ngạc nói Ngươi mở cửa hàng. Chẳng lẽ ngươi tìm được lão công? Ngôn Nhị Nương nghe được lời này, lại sâu kín thở dài, nói: "Hai năm nay, ta đi khắp giang hồ, vẫn không tìm được tung tích của phu quân." "Ai? Qua nhiều năm như vậy, ta cũng chậm rãi nghĩ thông suốt, các huynh đệ tuổi tác càng lúc càng lớn, không thể tiếp tục lang thang như thế này được. Ta nghĩ tới nghĩ lui, liền muốn tìm một nơi đặt chân, sau này đưa họ đi buôn bán nhỏ." cho họ cưới vợ sinh con, an cư lạc nghiệp. Tần Trọng Hải nhìn quanh phòng, cười nói, ta thấy phòng này của cô bố trí sạch sẽ độc đáo, tương lai đảm bảo đại thành công, làm ăn phát đạt, ta nghĩ lão bản nương cô sớm sẽ giàu có. Ngôn nhị nương đỏ mặt lên, tựa hồ có chút thẹn thùng, nói, người đừng cười ta, ta chỉ biết giết người đánh nhau, nếu không phải cùng đường, sao có thể xuất đầu lộ diện làm những công việc này. Tần Trọng Hải cười, nghề nghiệp này có gì không tốt không ăn trộm không cướp giật thua ai ở điểm nào xem mấy huynh đệ kia của cô đều là bồi bàn đều là đầu bếp mỗi người đều là những nhân vật lợi hại cô an bài như vậy đối với bọn họ mà nói cũng là một lối thoát tốt bọn họ đều may mắn mới có được đại tỷ như cô ngôn nhị nương cười khúc khích nói người há miệng thật ngọt khiến người ta vui vẻ tần trọng hải nghe nàng khen mình lập tức cười to Ngôn nhị nương thấy hắn một đôi con ngươi sáng người có thần, toàn thân động đậy, nhớ tới chuyện bó xương trên núi ngày đó, trong lòng xấu hổ, đưa tay che người. Tần Trọng Hải thấy nàng vốn là người anh hùng, nhưng bỗng nhiên lại lộ ra vẻ thẹn thùng của một tiểu cô nương, hắn cho rằng nàng không chỉ có bản chất lương thiện mà còn là một nữ nhân rất tế nhị. Tần Trọng Hải hơi trầm ngâm, thầm nghĩ, nữ nhân này ngoài lạnh trong nóng, kỳ thật trời sinh tính rất là ôn nhu, nhìn tư chất của nàng ta, nhất định phải được cao thủ võ lâm rèn luyện, nếu không thì sao có thể trở thành đại tỷ được. Lập tức bật thốt lên liền hỏi, nhị nương, cô xuất thân là tiểu muội đúng không? Ngôn nhị nương a à một tiếng, gật đầu nói, làm sao ngươi biết? Trước đây ta có nói với ngươi sao? Tần Trọng Hải cười, thuận miệng xả nói, thật không có. Ta trùng hợp tương mệnh, nhìn lông mày của cô liền biết cô là con gái út. Ngôn nhị nương ở cùng hắn thời gian không dài, còn chưa chứng kiến bản lĩnh ăn nói bừa bãi của Tần Trọng Hải, nghe xong lời này, chỉ là bán tín bán nghi. Kỳ thực Tần Trọng Hải sao mà hiểu được tương mệnh, nhưng nhìn phong thái của ngôn nhị nương thanh tú hơn nữ nhân bình thường, đoán chừng xuất thân của nàng là tiểu muội muội trong nhà, quả nhiên chúng chiêu. Tần Trọng Hải cười nói, nếu như cô không tin, Lát nữa cho ta xem sinh thần bát tự, ta giúp cô xem quẻ, giúp cô tìm vận may, tránh vận rủi, tiền vô như nước, cô cảm tạ còn không kịp. Ngôn Nhị Nương làm mặt quỷ, cười trêu nói, nghe ngươi nói khoác lác, lại lợi hại như vậy, sao lại thành phế nhân. Tần Trọng Hải vốn cùng nàng nói giỡn, tâm tình thật là sung sướng, dường như thân thể của chính mình hoàn hảo, lại trở về làm tướng quân tiêu giao tự tại kia. Đột nhiên nghe được hai chữ tàn phế, hắn cảm thấy như bị một đòn cảnh tỉnh, nhất thời sắc mặt tái nhợt, trông lại cực kỳ dọa người. Ngôn Nhị Nương trong lòng áy náy, biết mình vô tình hỏi vào chỗ tổn thương của hắn, áy náy nói: "Xin lỗi, ta không phải cố ý nói như vậy, ngươi đừng buồn, được không?" Ngôn Nhị Nương là một người thẳng thắn, lại không biết rằng mình an ủi Tần Trọng Hải như vậy, sẽ thực sự coi Tần Trọng Hải như một kẻ đáng thương không những không an ủi được hắn ngược lại càng khiến hắn buồn bã bất lực quả nhiên tần trọng hải nghe xong lời này trong lòng càng chua sót nhưng dù sao hắn cũng đã trải qua nhiều kinh nghiệm bình thường không lộ bản chất lập tức thay đổi thái độ mặt gượng cười ai buồn chứ cô đừng có nói lung tung để ta nói cho rõ ràng lão tử tần trọng hải thân thể tuy tàn phế nhưng tâm không tàn phế vẫn hoạt bát mà lại biến thành chủ ý xấu Cô muốn xem thường ta, cẩn thận lại khiến ta làm cô tổn thương đó." Lại nghe, lão tử đôi tay tuy tàn, miệng lại không tàn, mở miệng mắng chửi người tổ tông mẫu thân, 18 đời không thiếu phân nửa. "Cái này gọi là thân tàn mà miệng không phế, hiểu không?" Vừa nói, hắn còn ngẩng đầu cười to, bộ dáng rất đắc ý. Ngôn Nhị nương nhìn thấy Tần Trọng Hải trên mặt tươi cười nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa một tia bi thương nàng nhìn thấy trong mắt, nhất thời không đành lòng, nàng biết chính mình tài ăn nói không tốt, cũng nghĩ không ra lời nào an ủi hắn, thở dài một tiếng, nói, đừng nói lời này nữa. Ta lấy chút đồ ăn tới. Lập tức đắp chăn cho hắn, xoay người đi ra cửa phòng. Tần trọng hải nhìn bóng dáng thon thả của nàng, không cầm được nước mắt nữa, nước mắt tuôn rơi. Năm đó hắn gặp mặt ngôn nhị nương, vẫn là một tướng quân du kích võ công cao cường, nhưng bây giờ đã trở thành một phế nhân nằm trên giường bệnh. Hắn không muốn thất thố trước người khác, nên lấy chăn lau nước mắt, lau vài lần, sợ để lại dấu vết, đến nước mũi cũng chùi lên, tránh cho người ta phát hiện mình đã khóc. Không lâu sau, ngôn nhị nương bưng một bát cháo đi vào, đang định bưng lên thì nàng đột nhiên kinh ngạc nói, ngươi làm gì vậy? Sao lại hỉ mũi vào chăn? Tần trọng hải phi một tiếng, ngượng ngùng nói, cái gì nước mũi, ta còn đái dầm. Mau đem đồ ăn tới, ông nội đói rồi. Ngôn nhị nương vốn dĩ rất đồng cảm với hắn, nhưng nhìn thấy bộ dáng của hắn không khỏi có chút khó chịu. Nàng lắc đầu, đưa cháu qua, tức giận nói, người thân thể không tiện, có muốn ta giúp ngươi không? Tần Trọng Hải vươn tay đón lấy, cười nói, ăn bát cháo thôi, có gì to tát. Hắn cầm bát cháo, nào biết trên tay thật sự vô lực, dưới sự run rẩy liên tục, cánh nóng từ trong bát bắn ra tung tóe đầy tay. Tần Trọng Hải thấy chính mình vô dụng như vậy, trong lòng giống như đau cắt, chỉ biết gượng cười nói, con mẹ nó. Cháu này sao lại nóng phòng tay như vậy? Người đỡ ta lên, ta đến bàn ngồi ăn. Ngôn nhị nương khẽ lắc đầu, duỗi tay cầm bát cháo, ôn nhu nói, người nằm yên ở đó, ta đút cho. Tần Trọng Hải phi một tiếng, tức giận nói, ta đường đường là con người sắt đá, người muốn đút cái gì? Hắn kiên trì muốn đứng dậy. Ngôn nhị nương không để ý đến hắn, chỉ múc một thìa cháo trong bát, đưa đến bên miệng Tần Trọng Hải, giọng mệt mỏi nói, nào, há miệng ăn đi. Tần Trọng Hải xấu hổ, cười nói, đừng làm loạn nữa, thực sự coi tôi là đứa trẻ ba tuổi sao? Ngôn nhị nương cười, tiến lại gần Tần Trọng Hải, nhẹ giọng nói, đừng có ngang, ngoan ngoãn mở miệng đi nhìn thái độ dịu dàng của nàng, thực sự coi Tần Trọng Hải như một đứa trẻ. Tần Trọng Hải là một kẻ cuồng đồ cầm đao liếm máu, lúc này lại được một nữ nhân chăm sóc. Đây là điều trước nay chưa từng có, nhất thời lại tức giận lại buồn cười. Dưới sự thúc giục liên tục, không tiện làm trái lòng tốt của nàng, hắn chỉ có thể theo lời mở miệng, cháo ở trong miệng, nóng ấm, lại không có vị gì. Nguồn nhị nương cười nói, ăn ngon không? Tần Trọng Hải làm cái mặt quỷ, chỉ nghĩ nói vài câu chê cười trêu chọc, nào biết trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác kỳ lạ, cảm giác quái quái, chẳng những không nói được nửa lời, ngay cả một ngụm cháo cũng khó nuốt xuống. Ngôn nhị nương lại không phát hiện ra có gì bất thường, nàng lại múc thêm một thìa nữa, cúi đầu thổi thổi thìa vài cái rồi nhẹ giọng nói, nào, ăn một miếng nữa đi. Nàng đưa thìa đến miệng tần trọng hải, dịu dàng nhìn hắn, Tần trọng hải si ngốc nhìn ngôn nhị nương, trong lòng nhất thời chua xót, hai mắt đỏ hoe, vội vàng quay đầu đi, không nói nữa. Ngôn nhị nương cảm thấy hơi kỳ lạ, nói, ngươi đừng xấu hổ, đến ăn đi. Tần trọng hải quay mặt về phía tường, khán thấp giọng nói, cảm ơn cô, ta đã ăn no rồi. Làm phiền cô thuê giúp ta một chiếc xe, ta có chút việc gấp, sẽ đi trong chốc lát. Ngôn nhị nương trong lòng kinh ngạc, cả kinh nói, ngươi. Ngươi trọng thương chưa lành, bên ngoài lại là trời giá rét, ngươi muốn đi đâu? Tần trọng hải đối mặt vách tường, lại không nói gì. Ngôn nhị nương lắc đầu, lập tức buông bát cháo, dõi tay ra, kiên quyết quay mặt tần trọng hải về phía mình, mắt phượng buông xuống, chỉ nhìn nam tử cứng đầu trên giường bệnh. Tần trọng hải tránh ánh mắt nàng, biểu tình lại có chút bối rối. Ngôn nhị nương thần sắc nương trọng, lắc đầu nói: Ta cứu mạng của ngươi, cho nên ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời ta. Hiện tại ta muốn ngươi ăn, ngươi mau ăn đi, đi đâu cũng không được. Nàng không cho Tần Trọng Hải phân trần, cầm thìa đút từng thìa vào miệng. Mỗi khi canh bắn ra, Ngôn nhị nương sẽ lấy khăn lau khóe miệng của hắn. Kể từ khi xuất sơn đến nay, đã khi nào ở trong tình cảnh chật vật như vậy? Tần Trọng Hải bị ngôn nhị nương đút cho từng ngụm từng ngụm, muốn quay đầu trốn tránh nhưng lại không cưỡng lại được sự dịu dàng của người khác. Trong miệng đã ngậm cháo, vừa nghĩ đến cuộc sống như thế này về sau, nhất thời chua xót khó nhịn, đủ loại thống khổ từ lúc bị tàn phế đến này bùng nổ, bi thương, bất lực, tuyệt vọng, đồng thời đâm sâu vào tâm khảm. Tần Trọng Hải nhắm chặt hai mắt, hắn biết nước mắt sắp rơi. Hắn dùng hết toàn thân nội lực liều chết không cho nước mắt chảy ra, nhưng nội tức của hắn không còn sót lại chút gì, khóe mắt nào còn nghe nửa lời phân phó. Rốt cuộc, hốc mắt đỏ lên, nước mắt lăn dài trên má. Đại lão hổ uy phong cuối cùng đã khóc, thực sự rơi lệ hổ trước mặt người ngoài. Lúc trước Tần Trọng Hải còn nói cười vui vẻ, giả vờ như không có chuyện gì, lúc này rốt cuộc lại rơi nước mắt, ngôn nhị nương nhìn thấy, trong lòng rất buồn, nàng không biết phải an ủi thế nào, đành phải nắm lấy bàn tay to lớn của Tần Trọng Hải, thấp giọng nói, đừng khóc, cứ coi nơi này như nhà của mình, chuyên tâm dưỡng thương, được không? Nàng thở dài thật lâu sau, vươn tay giúp Tần Trọng Hải lau nước mắt, yên lặng thu dọn chén bát, xoay người rời đi. Ngôn nhị nương bước ra ngoài, trong phòng chỉ còn Tần Trọng Hải lẻ loi một mình. Sau giây phút yên bình này, Tần Trọng Hải mở to mắt ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn không còn sức để cử động cơ thể, điều duy nhất hắn có thể làm là cắn chặt môi mình. Tàn phế, tàn tật, không đi đâu được. Con mẹ nó, người vẫn còn có thể cắn. Cắn, cho đến khi nó vỡ ra, nứt ra, cắn chảy ra máu tươi. Máu trộn lẫn với nước mắt, từ từ chảy vào miệng, tần trọng hải liếm nó, chỉ cảm thấy hương vị thật ngọt ngào, còn êm dịu hơn cả rượu. Ha ha, ha ha, hắn cứ như vậy cười to. Phần này đến đây là hết. Nếu yêu thích bộ truyện, mong bạn để lại bình luận hoặc theo dõi các phần tiếp theo. Kênh cũng mong nhận được bình luận của các bạn giới thiệu các bộ truyện hay muốn kênh thuật hiện.